Đây tiếp tục toàn hàng xịn cho các bác đấy. Hôm nay mà tuần giới thiệu toàn hàng xịn cho bác nhé. Ngoài cùng đây là bộ dàn Sony thì không nói rồi. Con loa đầu tiên đó con loa Arian đến từ Mỹ, đôi loa đồng trục, vừa karaoke vừa nghe nhạc đồng trục ạ. Con này chưa lau rồi, lau nó đẹp nữa. Tiếp theo đến là đó là đôi bow, đôi bow. Tiếp theo là con âm ly bow, kiêm CD bow, kiêm giải mã bow luôn. Và cuối cùng cũng là một con âm ly bow tiếp. Toàn bow vào bow. Toàn hàng, toàn những dòng hàng cao cấp cho các bác. Và cuối cùng đây đó là bộ dàn Sony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sàn Sony 7.2. 7.2 tại sao lại nó là 7 loa, 2 loa cột này, 4 loa vệ tinh, 1 loa center và 2 con loa súp thì gọi là 7.2. Em cứ gọi là 7.2 đi. 2 âm ly. Con này thiết kế với 2 âm ly. Một âm ly trên đánh cho các dàn loa nhỏ, còn nguyên con dưới là dùng để đánh cho 2 con súp. Đấy, bộ này có mức giá là 12.800. 12.800.000. 12.800.000 ạ. Đây. Về phía sau của âm ly đây thì các bác nhớ đây là loa center, nó ghi center này, nó ghi chữ center này, center là loa này này, ở surround này đấy. Nói chung nó chia từng loa rồi, còn dưới cùng này là có ghi subwoofer. Subwoofer thì cổng của con này là hai con này đấy, ok chưa. Con này có cổng optical, bác nhìn nhá, cổng giải mã này, con này có cổng giải mã vào nhá, optical này có nghĩa là bác cắm tivi thẳng vào đây luôn, giải mã vào đây luôn đấy, cổng vào ra, cổng vào luôn ạ. Ok chưa? 12.800.000. 12.800. Bộ này. Đấy. Còn sau đây Tuấn sẽ bắt đầu vào giới thiệu chi tiết đôi loa Arian. Đôi này có mức giá là 8.900.000, đó là loa đồng trục. Một bát thôi, cả tép cả trung cả kèn nằm ở trong một củ. Loa này đến từ Mỹ, đôi này bát 25. Dòng loa cao cấp, nói luôn cho bác đây là loa cao cấp nhanh. Đấy. Đây ạ. Đây là con Radian. Radian RFS10. Đấy. Made in USA. Con này mức giá 8.900.000. Đây, phân tần của em nó đây ạ. 8.900.000. Trong này đây, phân tần của nó cũng là phân tần của Radian luôn nhé. Nó còn nguyên zin hết. Phân tần ở đây ạ. Đây chưa? Củ của nó đây. Củ của nó đây. Radian. Đấy. RFS10 nhá. Made in USA. Đôi này mức giá là 8.900.000. Có duy nhất một đôi, không có nhiều bác nhá, không có nhiều đâu. Các bác có muốn nữa không chịu. Có nhìn cái tấm thép nó kìa, tấm thép, cái tấm mặt lưới của nó dày này. Không bao giờ biết cong tấm này luôn. Chắc từ tấm này rồi. Đây ạ, tép lồng đồng trục là sao? Con củ bát còn ở đây. Nhưng con tép kèn nằm ở đây. Còi kèn nằm bên trong này. Còn chưa lau dọn gì đâu, vẫn còn nguyên bụi lông. Lau cái sạch tưng luôn, được chưa? Đây cái gân màng nó sạch như này bác biết rồi. Có nghĩa tất cả nó xử lý trong một cái bát này. Cả bát, cả tép, cả chung nằm ở trong này hết. Những dòng này là nó, dòng này nó họ xử lý phân, xử lý hết theo của nhà máy rồi nên là loa của nó đủ giải, nó không như kiểu mình là lắp loa bát vào chung loa tép cả, mà tất cả họ xử lý giải hết trong này. Nên vậy nên là nó chất lượng nó rất là hay. Nó là cực kỳ hay luôn, chứ không phải là rất là hay. Đôi này thì phải nói là hàng cao cấp rồi. Radian 8.900.000. Sang đây, đôi bow này có mức giá 8.800.000. Đôi bow gì đây bác? Có nhìn xem. Em ra em đọc thông số sau cho bác luôn. Đây là con bow 6.2 nhé. Bow 6.2 nhé. Bow 6.2 USA. Ok chưa? Bow 6.2. Dòng này rất là ít, không có nhiều trên thị trường đâu bác nhé. Riêng dòng này. Để em khui hàng cho bác đây. Con này hai tép nặt đặt ở trước miệng. Đấy, khu
khung này, khung xương nằm đây. Cân này vẫn dùng được, vẫn để nguyên đây. Đấy. Đây còn zin đét. Đây nó rơi cái tem bâu ra này. Tem bâu ở dưới đáy này. Dưới đáy nó có cái tem đấy nó rơi này, vừa bong rồi. Nhìn chưa, nó rơi này. Đấy. Rơi cái tem bâu ra. À đây. Cái này chút nữa em sẽ chấm lại cho bác nhé. À, những con tụ này là họ dùng bâu họ toàn cuốn đây này. Họ cuốn vào đây nhưng mà cuốn lâu ngoài còn nó mọt này. Mình chấm vào thì nó mới kêu tép được nhé. Ok chưa? Thì em chấm vào đây cho bác nhé. Không có bác lại bảo tại sao có mối hàn đây, sẽ chấm. Cái gì? Lâu ngày cái keo giữ cái con tụ này này vào đây này. Nó bị bung, mình phải chấm lại cho nó. Ok chưa? Không phải thông báo thế cho nó dễ. Vì la số bâu là họ toàn cuốn theo kiểu này, bác nhìn chưa? Họ toàn cuốn như thế này thôi. Đấy. Còn xịn hết, zin hết. Bóng đèn trong con này này. Con này nó thiết kế rất là hay bác nhé. Này. Nhìn này. Đấy. Phân tần của nó cuốn thành từng quận, nó dài. Nó dài lung tung ở trong này. Nó không thành một bìa riêng. Nó dài trực tiếp ở trong cái mên ấy, ở trong cái lưng loa. Đấy, con bâu này thì chiều cao con này nó tầm 25. Chiều cao tầm 25. Chiều ngang, chiều sâu tầm cũng học tầm 24 25. Chiều ngang 1 2, chiều ngang 50. Mức giá 8.800.000 đôi này. Đây, e căng của em nó đây. Đấy, e căng của em nó đây. E căng vẫn còn zin hết nhá. Zin xịn. Sang đến đây tiếp tục với lại con này phải gọi là con âm ly bâu, vừa âm ly này, vừa CD, được chưa, vừa giải mã luôn ạ. Con này phải gọi là 4-5 chức năng trong một, được chưa. Receiver con này là con bâu PLS1410 đẹp như mới luôn, vẫn còn giấy này, vẫn còn sách hướng dẫn này, 1410 này vẫn còn nguyên sách hướng dẫn nha. Khiển còn nguyên luôn, nếu con này khiển nguyên con khiển thì các bác mua bây giờ phải 500-800 trở lên, mà nó là khiển cũ chứ không mới như này, mới tinh như này bác mua phải mất cả triệu cái khiển này rồi. Đấy, chưa, khiển của em ở đây. Con này có được CD này, CD bên này có giải mã này và âm ly luôn, mức giá 6.800.000, còn mới tinh luôn, nhìn như mới luôn ạ. Ok chưa? Đây là vân đá nhé, vân đá ốp thì rất là sang. Hai bên sườn này vân đá này. Ok chưa? Đấy. Phía sau đây ạ. Phía sau thì có cổng giải mã này. Digital bác nhìn chưa? Đây là cổng in, là cổng vào này, cổng quang ấy. Cổng quang vào này. Đây là cổng ra này. Ao ra này. Ok chưa? Đấy, đây là cổng cắm loa. Hai cổng cắm loa. Con này chơi kiểu kháng, chơi 6 ôm này. Đấy. Đây là các cổng cắm vào, cổng phono. Con này có cả cổng phono luôn nhá. Các bác có thể cắm đầu cối được luôn ạ. Đầu cối, đầu than, được hết. Ổng AUX. Nó tóm lại đầy đủ cổng ăn chơi cho các bác. Mới tinh luôn. Con này 6.800.000. Gồm có chức năng này. Bao nhiêu? Âm ly này, CD này, giải mã này. Ôi dồi ôi, 3-4 chức năng trong một còn gì này. Ok chưa? Sang đến con này. Đây con bâu cuối cùng này. À, con bâu này là con đôi bâu xí ngầu. À, bình thường hàng ngày em để cho các bác một đôi như thế này, nhưng nó rời nhau ấy, đã là 2.900.000 rồi. Nhưng đôi này chỉ thêm 1 triệu nó là 3.900.000, bác được 4 con liền cơ. Bình thường mọi ngày 2.900.000 bác chỉ được có 2 con này thôi, nhưng bây giờ thêm 1 triệu bác được 4 con liền. Xí ngầu, và các bác có thể quay đa hướng nha. Các hướng. Được chưa? Đôi này. Dòng này không hay không lấy tiền. 3.900.000 một đôi này. Đấy. Và cuối cùng là con bâu nữa. Con này gần 300W cơ. Bác đánh thì khỏi phải nghĩ rồi. Con nào đang chơi bâu thì loa bâu thì lấy bâu về vẫn đánh là chấm hết. Ok chưa? Đây nút nguồn này. Đấy, cho bác nhìn. Con này 8.900.000. 8.900.000. Ok chưa? Đây. Con này nó có chế độ 2 kênh và 4 kênh này. Chơi 2 kênh này. Hay 4 kênh đúng không?
2CH và 4CH quýt ra đúng không? Đấy. Con này hai cầu. Hai cầu luôn ạ. Gần 300W cơ mà trở kháng con này từ 4 đến 16 ohm. Em nó đấy rất là nhiều loa luôn ạ. Loa nào em nó cũng phang. Nha, 275W ạ. Ok chưa? 275W. Không còn gì để nói nữa. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn nhé. Rồi, đấy.